Chào mừng các em đã đến với tiết học chính tả. Cô rất vui được đồng hành cùng các em trong tiết học này. Ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em viết chính tả tuần 7, bài bận. Tiết học này gồm có hai mục tiêu chính. Mục tiêu thứ nhất đó là nghe viết chính xác, trình bày đúng các khổ thơ 2, 3 của bài thơ bận. Mục tiêu thứ hai đó là ôn luyện vần khó, en, oen, làm đúng các bài tập phân biệt tiếng bắt đầu bằng chờ, trờ hoặc có vần yên, yêng. Để sẵn sàng cho tiết học, các em hãy chuẩn bị cho cô sách giáo khoa tiếng Việt tập 1, lớp 3, vở chính tả, bút mực, bút chì và vở nháp nhé. Bài chính tả hôm nay, chúng ta sẽ nghe viết khổ thơ thứ 2 và khổ thơ thứ 3 của bài thơ bận do tác giả Trinh Đường sáng tác. Cô mời các em mở sách giáo khoa tiếng Việt lớp 3, tập 1, trang 60, theo dõi và đọc thầm theo cô nhé. Bận. Cô bận cấy lúa, chú bận đánh thù, mẹ bận hát ru, bà bận thổi nấu, còn con bận bú, bận ngủ, bận chơi, bận tập khóc cười, bận nhìn ánh sáng. Mọi người đều bận, nên đời rộn vui, con vừa ra đời, biết chăng điều đó, mà đem vui nhỏ, góp vào đời chung. Trinh Đường. Các em vừa theo dõi và lắng nghe cô đọc bài thơ. Sau đây, các em hãy trả lời cho cô một số câu hỏi để hiểu rõ hơn về nội dung của bài chính tả mà ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe viết nhé. Câu hỏi thứ nhất. Bé bận làm gì? Đáp án của cô đó là bé bận bú, bận chơi, bận khóc, bận cười và bận nhìn ánh sáng. Câu hỏi thứ hai. Vì sao tuy bận nhưng ai cũng vui? À, đúng rồi. Vì mỗi việc làm đều làm cho cuộc đời chung vui hơn. Kế tiếp, các em hãy suy nghĩ và tìm trong đoạn thơ trên những từ khó viết nhé. Trong đoạn thơ trên, cô lưu ý các em một số từ khó viết và dễ sai chính tả như sau. Từ đầu tiên đó là cấy lúa. Từ thứ hai, khóc cười. Từ thứ ba, thổi nấu. Từ thứ tư, ánh sáng. Ở trong từ cấy lúa, chúng ta có tiếng cấy, có âm cờ và vần ây, thanh sắc. Trong từ tiếp theo, từ khóc cười, chúng ta có tiếng cười, có âm cờ và vần ươi, thanh huyền. Trong từ thổi nấu, chúng ta có tiếng nấu, có âm n và vần âu, thanh sắc. Trong từ ánh sáng, chúng ta có tiếng sáng, có âm r và vần an, thanh sắc. Bây giờ, các em hãy lấy nháp và bút viết ra, nghe cô đọc, sau đó viết lại các từ khó nhé. Các em viết giúp cô. Cấy lúa. Cô đọc lại. Cấy lúa. Mời các em xem kết quả. Từ thứ hai, khóc cười. Khóc cười. Mời các em xem kết quả. Từ thứ ba, thổi nấu. Thổi nấu.
Và đây là kết quả. Từ cuối cùng, ánh sáng. Ánh sáng. Và đây là kết quả. Vậy là các em đã viết xong các từ khó rồi đó. Tiếp theo, các em hãy quan sát lại đoạn thơ mà hôm nay chúng ta sẽ viết và cho cô biết bài thơ được viết theo thể thơ gì? Bài thơ này được viết theo thể thơ 4 chữ. Vậy những chữ nào chúng ta cần phải viết hoa? À, đúng rồi, chúng ta cần phải viết hoa các chữ đầu của mỗi dòng thơ. Vậy khi viết đoạn thơ này thì chúng ta sẽ phải trình bày như thế nào? Chúng ta sẽ phải viết các dòng thơ lùi vào so với lề đỏ, đó là 3 ô ly, và trình bày đoạn thơ thẳng từ trên xuống. Các em hãy quan sát lại đoạn thơ và cho cô biết đoạn thơ này gồm mấy khổ thơ? À, đoạn thơ này gồm 2 khổ thơ. Vậy, giữa 2 khổ thơ thì chúng ta sẽ trình bày như thế nào? Các em lưu ý cho cô, giữa 2 khổ thơ thì chúng ta sẽ để cách một dòng. Các em hãy ghi nhớ lại cách trình bày mà cô vừa nêu để viết cho đúng và cho đẹp nhé. Trước khi các em tiến hành viết bài vào vở, thì cô có một vài lưu ý về tư thế ngồi viết như sau. Thứ nhất, đó là một tay cầm viết, một tay giữ trang vở. Thứ hai, thẳng lưng, chân đặt đúng vị trí. Và thứ ba, khoảng cách từ mắt đến vở là khoảng 25 cho đến 30 cm. Các em hãy điều chỉnh lại tư thế ngồi viết ngay nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hành viết đoạn thơ vào vở. Các em có thể tạm dừng video để viết cho kịp nhé. Khi trình bày, các em lưu ý cho cô tựa bài chúng ta sẽ lùi vào 6 ô. Cô bắt đầu đọc bài. Bận. Cô bận cấy lúa. Cô bận cấy lúa. Xuống dòng. Chú bận đánh thù. Chú bận đánh thù. Xuống dòng. Mẹ bận hát ru. Mẹ bận hát ru. Xuống dòng. Bà bận thổi nấu. Chấm. Bà bận thổi nấu. Chấm. Xuống dòng. Còn con bận bú. Còn con bận bú. Xuống dòng. Bận ngủ, bận chơi. Bận ngủ, bận chơi. Xuống dòng. Bận tập khóc cười. Bận tập khóc cười. Xuống dòng. Bận nhìn ánh sáng.
Bận nhìn ánh sáng. Chấm. Xuống dòng, cách một dòng, chúng ta sang khổ thơ thứ hai. Mọi người đều bận. Mọi người đều bận. Xuống dòng. Nên đời rộn vui. Nên đời rộn vui. Xuống dòng. Con vừa ra đời. Con vừa ra đời. Xuống dòng. Biết chăng điều đó. Biết chăng điều đó. Xuống dòng. Mà đem vui nhỏ. Mà đem vui nhỏ. Góp vào đời chung. Góp vào đời chung. Chấm. Xuống hàng lùi vào năm ô ly. Ghi tên tác giả. Trinh Đường. Trinh Đường. Các em vừa hoàn thành xong bài chính tả. Bây giờ cô sẽ đọc lại bài một lần nữa. Sau đó các em hãy lắng nghe và soát lỗi. Bận. Cô bận cấy lúa. Chú bận đánh thù. Mẹ bận hát ru. Bà bận thổi nấu. Chấm. Còn con bận bú. Bận ngủ. Bận chơi. Bận tập khóc cười. Bận nhìn ánh sáng. Chấm. Xuống hàng cách một dòng. Mọi người đều bận. Nên đời rộn vui. Con vừa ra đời. Biết chăng điều đó. Mà đem vui nhỏ. Góp vào đời chung. Trinh Đường. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập chính tả. Các em hãy dừng video và làm cho cô bài tập số 2, số 3, trang 31 vào trong vở bài tập tiếng Việt tập 1. Chúng ta cùng nhau sửa bài. Bài tập số 2 yêu cầu điền vào chỗ trống N hay ON. Cô có nhanh nhẹn, nhoẻn miệng cười, sắt hoen rỉ, hèn nhát. Mời các em kiểm tra lại bài của mình và sửa lại bài vào trong vở bài tập. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau sửa bài tập thứ 3. Bài tập thứ 3 yêu cầu chúng ta tìm những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau. Ở đây cô có các cặp tiếng trung, trung, trai, trai, trống và trống. Ở cặp tiếng đầu tiên, trung, trung. Đối với tiếng trung, cô có các từ trung thành, trung kiên, trung bình. Đối với tiếng trung, cô có các từ trung thủy, trung lòng, trung sống. Ở cặp tiếng thứ hai, trai, trai, cô có các từ đối với tiếng trai. Ngọc trai, con trai, đẹp trai.
Đối với tiếng chai, cô có các từ chai tay, chai lọ, chai sạn. Ở cặp tiếng thứ ba, trống, trống. Đối với tiếng trống, cô có các từ cái trống, trống trải, gà trống. Đối với tiếng trống, cô có chống đỡ, chống trả, chèo trống. Đây là một số từ gợi ý của cô. Các em có thể sửa vào vở bài tập của mình cho phù hợp. Vậy là bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở những tiết học sau. Xin chào!